Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại một buổi sáng cổ vẫn đang thời vẫn đang còn của tiết xuân đấy. Nhà em thì hôm qua cho ra một lửa máy trước, bởi vì ở phố thì không gian nó cũng chỉ có vậy thôi, và sức máy mang ra nhà nó cũng chỉ có vậy thôi, cũng không mang nhiều hơn, bởi vì nó cũng nhiều cái nó phát sinh theo. Cho nên là em về 93 chiếc thì em sẽ cho ra ngoài này 30 chiếc một, thì sẽ cho làm 3 đợt đấy. Đợt đầu này thì em cho toàn bộ là dòng đời cao từ 2016 hất lên các má đấy. Bác nào thích dòng nào đời cao 2016 hất lên các má thì má nào cũng có, bác nào cần thì có thể alo cho em. Nhiều bác cứ hỏi hết má này đến má kia thì em cũng bỏ với các bác thế này này. Muốn một người thợ người ta có một cách dọn khác nhau, và muốn một người đi buôn như bọn em thì có thể buôn một cách khác nhau. Nhà em thì em đi buôn nô, thì em biết con nào nó bền và con nào không bền, má nào nó bền và má nào không bền. Bởi vì là chỉ có những người buôn số lượng lớn như em, bọn em, và trực tiếp là những người ra máy, vào máy, làm máy, trải nghiệm máy và va vấp với máy nhiều thì mới hiểu được. Còn những người mà người ta đi mua đi bán lại ấy, người ta cứ bổ lại về hết cái con này con kia, thực ra người ta chưa dọn máy bao giờ mà người ta làm. Thực ra những người đấy nhiều lúc còn bị anh em thợ người ta lừa nhau. Đấy là chuyện bình thường. Có những cái má nó cực kỳ rẻ luôn, rẻ lúc bất ngờ luôn. Bởi vì những cái má đấy mua về xác định tâm lý là nó sẽ không bao giờ nó sống được, và nó có sống được thì nó cũng chết bất đức kỳ tử bất cứ lúc nào. Cho nên là các bác hiểu là như vậy. Cho nên là nhà em chỉ bán những cái má nào mà em cảm thấy nó bền, và em đang dọn máy rồi và em biết đời nào nó bền thì em sẽ bán. Để các bác thông cảm là như vậy nhá. Hiện tại trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ ra 6 con máy dọn trong ngày hôm nay. Vì một mình em thì với ba phụ dọn, thì ba phụ người ta dọn thì người ta chỉ biết kỳ cọ rửa thôi. Còn trực tiếp những cái máy là em phải vào em làm. Làm là gì? Làm là kiểm tra những ốc vít nó thiếu, bọn em bắt lại đấy, và làm chống ồn lại. Khi chưa chống ồn, có nhìn này đấy, nó kêu như thế này luôn đấy. Khi chống ồn xong thì nó mới êm được đấy, để các bác được biết là như vậy. Và em sẽ quay chi tiết cận cảnh luôn. Máy chưa dọn đây, 100% là máy chưa dọn, không phải úp mở gì. Máy chưa dọn thì kể cả ông nào muốn đi mua hàng máy bay hay là ông đi mua hàng đấu giá đi thì nó cũng nhau nhau hết. Người ta mua 1-2 con thì nó ít, nhưng bọn em mua số lượng lớn này thì các bác hiểu là những cái máy giặt đắt tiền như này thì không có kiểu nào bên Nhật người ta vất đi sắt vụn đâu. Em khẳng định với các bác luôn, đều là mua hết và mua theo kiểu là đấu giá, ai giả cao thì người ta bán, chứ không phải là như Việt Nam mình đi mua sắt vụn 5.000 một cân xong mà cả 4.700, 4.800 ông ưng thì bán. Nó không như vậy đâu. Ở bên Nhật này thì người ta có một lô đấy. Bọn em mà muốn mua được số lượng rẻ và cạnh tranh được khu vực quê bọn em, mà muốn cạnh tranh được trên khu vực phố thì bắt buộc bọn em phải mua số lượng lớn và phải mua rẻ hơn người ta, bán ra cũng phải rẻ hơn người ta. Để bác hình dung là vậy. Cho nên là trước khi bất cứ một con máy nào em mua về nhà em này, em đều mua số lượng lô, để làm sao để giảm cái giá thành lại. Chấp nhận là mua lô thì những con máy cỏ em xác định em sẽ bán hòa vốn và ăn lời ở những con máy cao, thì để cạnh tranh về mức độ giá, để cái giá thành cái máy nó tụt xuống thì mới bán đi ngược các tỉnh thành được. Cho nên là nhiều bác cứ hỏi em này sao bảo nhà chúng ăn rẻ thế. Nhiều bác mua hàng em rồi thì khen là giá hợp lý, bởi vì bọn em đi buôn bán muốn người thì đều có một cái duyên buôn bán khác nhau, và mỗi người đều có một cái nguồn hàng nhập khác nhau. Và đây em sẽ quay một lô máy em vừa mới mua ở bên Nhật về, và quay chi tiết 6 con dọn 6 con này em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn. Đây trước mắt các bác là một con 8.800, con này chưa dọn dẹp gì nhá, tất cả còn nguyên văng dính nhá, sơn nhất không đính một phân, không ly một phân nữa luôn đấy, cực kỳ đẹp như thế này đấy, cực kỳ đẹp như thế này. Đây là con 8.800 nhá, đây là con 9.800 này đấy, mặt tiền đây. Đấy, chưa có một thao tác đánh bóng hay một thao tác rửa máy gì nhá, tất cả còn nguyên nhá. Tích cơ bọc đề can cảm ứng này vẫn còn nguyên nắp gờ nhá. Đấy, máy thì cực kỳ trắng luôn. Đây bên cạnh của ông đây, máy tuyệt nhiên không dập, không móc, không méo gì, kể cả mà nó có đính một vết mà nó ấn vào thì tí bọn em sẽ ấn ra mất vết luôn. Như cái vết này nó hơi bị ấn luôn này, thì tí nữa em sẽ lấy búa em ấn một phát là nó ra thẳng tắp luôn. Thế xong người ta khi cái máy nó sạch sẽ, người ta tắm rửa lên xong người ta dính ba cái băng dính xanh vào. Băng dính xanh vào xong, băng dính xanh thì một lát nữa em lên video cầm cái băng một thép băng dính xanh, cho người ta dính vào đây, xong người ta bốc phép với các bác này. Ui, hàng này vừa đấu giá về còn nguyên băng dính. Thực ra cái băng dính ấy, nó chỉ có ngày xưa nó 20.000 một cuộn, bây giờ nó chỉ có 8.000 một cuộn thôi. Bác nào thích em tặng em một cuộn và em dính nó khắp cái máy này luôn. Xong em lại bốc phép này, ui sợ, con hàng này là em vừa đấu giá về, hàng đẹp như mới luôn, không cần phải dọn dẹp. Thực ra đấy là chỉ là những chiêu trò để người ta kinh doanh thôi. Chứ còn thực ra bên Nhật ấy, không ai có tiền thuê người ta lau chùi như thế, lau chùi sạch như Việt Nam mình, xong dính bằng dính vào xong gửi về Việt Nam ấy, không ai có thời gian đâu.
người Việt Nam mình lao động sang đấy một ngày công người ta còn vài triệu, thì lấy đâu ra vài triệu người ta đi dọn cái máy này xong người ta bọc băng dính đâu. Không có đâu, các bác phải lưu ý nhá, không bao giờ có đâu, nên các bác để ý vào. Kể cả những con máy bọn em đấu giá, kể cả đây có 9.800, tiếp tục một con 9.800 này, quay tiếp này, nó đẹp như thế này đấy, nhưng vẫn có băng dính này. Ở bên Nhật người ta dính họ băng dính này vào, người ta cuốn ghim họ vào đó là tốt rồi. Thì đừng có là câu chuyện người ta lau chùi xong người ta dính băng dính thôi. Không có đâu nhá, các bác lưu ý vào em nhá. Đặc biệt những con băng dính xanh này nó bán ở siêu thị, chứ giật ra bên ngoài đâu. Đấy. Người quê bọn em thật lắm, mua thế nào bán như thế. Mình bỏ đồng tiền ra mình có lời. Đây con máy này em như đẹp như đập hộp luôn. Đây, tiếp tục một con 9.900, đẹp như đập hộp luôn. Đấy, để cho các bác nào vào việc luôn. Đấy. Đây, doang đây, xanh đét luôn. Không có gì về. Xanh này, xanh đét luôn này. Này, tí rửa sạch bụi cái xanh đét luôn. Đấy. Cực đẹp nhá. Đấy, em quay qua hai con này, một con 9.800 này cực đẹp này. Đấy, và tiếp tục một con nữa. Đấy. Đấy, quay lại một con 9.900, đây là con 9.800 này. Đây là con 9.900 này. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, quay vách này. Đấy, tí em sẽ đi đằng sau luôn tất cả 6 con này. Đấy, tiếp tục nhá. Đây đằng sau đây. Đây. Em tích cơ ở siêu thị hôm qua tay em giặt ra đây. Nó niêm phong cái bửng này. Nó niêm phong cái bửng này vào này. Con này ở siêu thị này. Nó niêm phong cái bửng này. Sổ sách giấy tờ hôm qua nó đi nó bị ngấm nước mưa này. Nó bị ngấm nước mưa em mới phải phơi này. Đây đi nó bị ngấm nước mưa này phải phơi này. Đây. Đây. Đấy em quay tranh thủ em quay ba con này có nhìn này. Tôn này. Đây. Tôn này cực đẹp luôn. Đây cực kỳ đẹp luôn. Đây quay sau 9.800 mà được nhìn luôn. Cực đẹp luôn, không một đốm hoa nào luôn, bởi vì lô này là em mua đấu giá, người ta đi gom về người ta đấu giá cho bọn em. Đấy, chứ không phải ở bên Nhật là đấu giá nhiều, Bắc thì hiểu đấu giá là ở bên đấu giá như kiểu là ở trong siêu thị nhiều, siêu thị cũng có, ở ngoài các cái đại lý nhiều sắt vụn đi, đúng là sắt vụn đấy, đầu cũ ấy, người ta cũng cho mà ai giả giá cao người ta bán mà. Không phải mình người Việt Nam mình dùng đâu, người nước ngoài người ta cũng dùng mà. Đấy, tiếp tục một con nữa, con 8.800 này. Con 8.800 này. Đẹp như trong tranh luôn. Đấy. Em quay qua này để em nhận tiền cọc thì cọc tiền luôn. Bác nào thích cọc tiền luôn thì cọc luôn nhé. Đấy. VX8800 em không nhận cọc tiền, em không, khi mà hôm mấy hôm trước em bổ máy về đấy. Các bác nhiều bác bổ cọc tiền nên là em không nhận cọc tiền đâu. Trừ khi máy về đến nhà em có hình thù hình hài đây. Đấy, các bác xem qua video các bác kết em mới nhận tiền cọc. Đấy bây giờ em quay video lên, bác nào kết nhận máy đúng theo cái model. Đấy thì các bác báo với em để em nhận cọc nhá. Đấy, con 8.800 cửa mở trái này. Con này đẹp sắc nét luôn. Con nào không đẹp, đẹp không đính vào hạt sơn rồi luôn. Đấy. Tiếp tục một em 8.800 nữa. Đấy, 8.800 này có 5 con. Hiện tại em cho 2 con ra ngoài này trước. Bác nào may mắn thì mua trước. Thực đẹp luôn. Đây, giòn cái bóc bừa con nào được. Giòn xanh đét luôn, con nào giòn xanh đét. Đấy, 8.800 nhá. Đấy, xong rồi. 8.800. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, tiếp em 8.700 đây. Cực đẹp luôn. Đẹp như trong tranh luôn. Duy nhất có một con 8.700 này. À, cả một lô này ra 30 con ra ngoài này thì duy nhất có một chiếc này là chiếc 8.700. Màu này là màu vàng hồng. Đấy, con này thì bán cho một bác ở ngoài phòng. Con này là 19 tháng 1 này. Đấy, năm 2019 này. Đấy, tháng 1 năm 2019 này bắt đầu là nó cho lưu kho này. Đây là cái niêm phong của nó. Đây là cái niêm phong của nó này các bác. Đây con 8.700 niêm phong tháng 1 tháng 9 bắt đầu niêm phong. Đấy, thì nó nằm đấy, nó nằm ở đây là gần 4 năm nó về đây. Từ 2019 nó niêm phong lại, tức là con máy này gạt 2 năm nó cho ra ngoài niêm phong. Xuất toàn xuất từ năm 2017, không biết là bán ra dân hay không hay là bán từ bao giờ, nhưng biết là nó niêm phong về tháng 1 năm 2019 bắt đầu niêm phong. Con này chọn cho bác đấy là cả lô có một con cò này, chọn riêng cho bác đấy để mai gửi cho bác đấy. Giá chiếc này thì em bán lấy may lấy hên cho bác đấy. Chiếc này thì em không báo giá được, bởi vì con 8.700 này thì ra Tết nó lên mất 1 triệu so với trong năm. Đấy, trong năm thì là 18 triệu 500 cả máy cả nguồn. Ngoài năm này thì nó tắt thêm 1 triệu là 19 triệu 500. Đấy, 19 triệu 500 một chiếc 8.700 là bao đổi nguồn này, bao dọn bao đẹp này. Máy bao đẹp như thế này luôn, đấy chưa dọn đây. Đấy. Chưa dọn đây, máy thì 100% thử ở bên Nhật rồi. Về Việt Nam thì chỉ có test lại và em làm chống ồn này, mới làm bi, mới lại làm sóc giếc lại thôi. Chứ còn thì chưa chống ồn thì nó này, con nào không thế? Quá luôn, con 9.900 luôn. Đây. Đấy. Thằng Ba La là nó không có chống ồn như thằng Tô, cho nên là bắt buộc về Việt Nam là bọn em làm. Đấy. Quay qua video vậy thôi để ông vào làm máy.
Đấy, có 6 chiếc nhá, em báo giá lại lần một lứa này. 9.900 này. 8.700 cửa mở phải này. Và hai con 8.800 và một con 9.800. Bác nào cần model nào đặt cọc tiền trước thì đặt, mà không thì mai xem video em dọn lên. Đấy, em chào các bác nhá. Hẹn bác những video sau. Hai số điện thoại đây. Bác nào cần thì qua nhà em xem trực tiếp luôn. Đấy, có địa chỉ luôn, em quay trên màn hình này. Em chào các bác nhá.